Văn Toàn, Đình Bắc lập công, tuyển Việt Nam thắng Philippines. Hai pha lập công của Văn Toàn và Đình Bắc giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng quý giá trước đội tuyển Philippines. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Philippines cùng nhiều nỗi lo. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ sớm xua tan những nghi ngờ. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận trên sân. Tuấn Anh có khả năng cầm nhịp ấn tượng và Thái Sơn liên tục di chuyển ở cường độ cao. Điều này giúp cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên chắc chắn hơn. Phút 16, bàn thắng sớm đến với đội khách. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Văn Toàn tăng tốc và vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam. Có được bàn thắng, các học trò của huấn luyện viên Chelsea càng chơi ấn tượng hơn. Họ hầu như không để đối phương tiếp cận khung thành của Đặng Văn Lâm. Trên hàng công, Văn Toàn là điểm nhấn đáng chú ý. Anh chơi bóng tốc độ và khiến hàng thủ Philippines xáo trộn. Phút 32, cầu thủ này tung cú sút nguy hiểm sát vòng cấm nhưng bóng đi ra ngoài trong gang tấc. Dù vậy, hiệp một kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đội tuyển Philippines gặp nhiều khó khăn dù được chơi trên sân nhà. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận trên sân. Sự xuất hiện của Văn Quyết càng khiến Philippines khó đẩy cao tốc độ trận đấu. Họ chủ yếu trông chờ vào những tình huống sút xa từ ngoài vòng cấm để tìm kiếm vận may. Nhưng không phải không có những tình huống hàng thủ áo đỏ mắc sai lầm và khiến cổ động viên nhà Âu lo. Phút 77, Thanh Bình bỏ quên Rubico và để cầu thủ của Atletico Madrid đối mặt với Văn Lâm. Rất may hậu vệ 18 tuổi dứt điểm vội vàng và bóng đi không chuẩn xác. Sau đó, Scrub có thêm cơ hội sau pha bóng lộn xộn nhưng anh không thể tận dụng. Phút bù giờ thứ tư, Nguyễn Đình Bắc xử lý bóng khéo léo và dứt điểm rất kỹ thuật đánh bại Neil Etheridge dẫn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Kết quả Philippines 0-2 Việt Nam. Ghi bàn Việt Nam, Văn Toàn 16, Đình Bắc 90+4. Đội hình Philippines vs Việt Nam. Philippines, Neil Etheridge, Jesgren, Jefferson Tabinas, Mai Otiti, Manuel Otiti, Jose Porterio, Desuki Sato, Patrick Rachel, Santiago Rublico, Mikel Baat, Kristen Rontini. Việt Nam, Đặng Văn Lâm, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn,